Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những nội dung sau. Nóng kỷ lục đang đè nặng lên cuộc sống của 900 triệu người ở Trung Quốc. Một đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong hơn 60 năm đã ập đến Trung Quốc. Trung tâm khí hậu quốc gia của Trung Quốc tuyên bố rằng hơn 900 triệu người đã bị ảnh hưởng. Những mái nhà tan chảy, những con đường nổ tung, một số cây sống cháy âm ỉ dưới ánh nắng chói chang. Người ta gọi cấp cứu vì đột quỵ do nắng nóng và một số đã qua đời tại bệnh viện. Trung tâm cảnh báo rằng nắng nóng sẽ không thuyên giảm trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất sẽ cao hơn 43,5 độ C. Cái nóng tột độ. Vừa qua, tờ The Paper của nhà nước đã báo cáo dữ liệu chính thức mới nhất thu được từ trung tâm. Các đợt nắng nóng trong khu vực rất khắc nghiệt và gây ra tác động lớn ở đất nước chúng tôi, báo cáo nêu rõ. Tính đến nay, các đợt nắng nóng đã kéo dài trong 30 ngày, bao phủ diện tích 5,021 triệu km2, tức hơn một nửa Trung Quốc và ảnh hưởng đến cuộc sống hơn 900 triệu người. Theo báo cáo, 71 trạm thời tiết quốc gia ở Trung Quốc đã ghi nhận nhiệt độ cao trong lịch sử từ ngày nửa cuối tháng 6 đến nay và kỷ lục cao nhất là 44,5 độ C. Trung bình, Trung Quốc có 5,3 ngày 35 độ C hoặc cao hơn, nhiều hơn 2,4 ngày so với mức trung bình và là nhiều nhất kể từ năm 1961, The Paper dẫn lời trung tâm. Báo cáo thời tiết là một nhiệm vụ chính trị ở Trung Quốc vì thông báo về nhiệt độ khắc nghiệt sẽ gây ra những hậu quả chính trị bởi vì một số thành phố của Trung Quốc có quy định rằng mọi người không cần phải làm việc khi nhiệt độ cao hơn 40 độ C. Các phóng viên thời tiết sẽ liên tục đưa tin 38,9 độ C trong nhiều tuần ở các thành phố này, ngay cả khi thực tế nhiệt độ cao hơn. Vụ nổ đường khiến một người đàn ông văng xa hơn 20 mét. Nhiệt độ trên 38 độ C đã gây ra các vụ nổ trên đường ở các thành phố Hứa Xương, Tháp Hà và Chu Khẩu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, cũng như tỉnh Hà Nam, miền Nam Trung Quốc vào tháng 6 và tháng 7, theo truyền thông nhà nước. Người dân ở Hứa Xương muốn biết nhiệt độ thực và đặt một nhiệt kế trên con đường vào ngày hôm qua. Chỉ số này nhanh chóng đạt đến mức tối đa 50 độ C và nhiệt kế sau đó đã phát nổ. Đài phát thanh Henan của bang điều hành đưa tin. Ở nông thôn Trung Quốc, hầu hết các con đường đều được làm bằng xi măng kém chất lượng, có độ giãn nở và co lại vì nhiệt cao. Đường sẽ nứt và thậm chí nổ nếu xi măng không được tách thành các khối nhỏ với đủ không gian. Vừa qua, một người đàn ông đi xe máy của mình ở thành phố Tương Hương của Hồ Nam, con đường xi măng phát nổ mà không có bất kỳ cảnh báo nào, ném người đàn ông lên không trung, tờ Luna Online của bang đưa tin. Ông đã bị rơi xuống cách xa hơn 21,3 mét so với địa điểm ban đầu và đều bị thương khắp cơ thể. Người dân gần con đường nghe thấy tiếng nổ, lần theo dấu vết và tìm thấy người đàn ông. Theo yêu cầu của người đàn ông đó, họ chuyển ông từ bãi đất cháy sang các tấm gỗ và bìa cứng để tránh bị hỏng do nhiệt trên mặt đường, đồng thời gọi xe cấp cứu. Một con đường nổ tung dưới ánh nắng, mặt trời và ném một người đàn ông cao hơn 20 mét ở thành phố Tương Hương, tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc. Mái nhà tan chảy trong khu du lịch. Một bảo tàng ở thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc đã thông báo đóng cửa tạm thời sau khi mái của ít nhất một trong các tòa nhà của nó bị tan chảy và rơi xuống đất. Theo CCTV, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin rằng các mái nhà tan chảy vì nắng nóng trong nhiều ngày qua. Ủy ban Y tế Trùng Khánh đã cảnh báo người dân rằng thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài ít nhất 5 ngày nữa và tất cả người dân nên chuẩn bị cho một đợt đột quỵ do nắng nóng có thể xảy ra. Chính quyền thành phố cảnh báo rằng các đám cháy có thể xảy ra trong các khu rừng và cỏ của thành phố. Đột quỵ do nhiệt. Các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô phía Đông Trung Quốc, tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Hà Nam và thành phố Thượng Hải phía Tây Nam Trung Quốc đã báo cáo các trường hợp tử vong do đột quỵ nắng nóng trong những ngày qua. Tờ The Paper do nhà nước điều hành đưa tin một nam công nhân 49 tuổi bất tỉnh khi đang làm việc tại một xưởng ở thành phố Lệ Thủy, Chiết Giang. Nạn nhân qua đời tại bệnh viện. Các bác sĩ cho biết nguyên nhân là do say nóng. Nhiệt độ cơ thể của anh ấy là 40,7 độ C khi anh ấy đến bệnh viện của chúng tôi. Bác sĩ cấp cứu Yu Ranjong tại bệnh viện trung tâm thành phố Dishun nói với tờ báo, nội tạng của bệnh nhân đã bị hỏng vào thời điểm đó, những cục máu đông trong huyết quản mạch máu tràn ra khắp toàn thân anh ấy. Các khu vực của Trung Quốc đang phải chịu đựng một số đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều năm với nhiệt độ lên tới 40 độ C ở một số khu vực. Ông Wu cho biết ông có một bệnh nhân 70 tuổi đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện sau khi bà ấy bị đột quỵ khi ngủ trưa ở nhà vào đầu giờ chiều.
nhiệt độ cơ thể của bà ấy là 42,5 độ C với một số cơ quan nội tạng bị suy kiệt khi bà được đưa đến bệnh viện. Báo cáo liệt kê hơn 100 lần đột quỵ nhiệt ở các thành phố khác nhau ở Chiết Giang, bao gồm cả trẻ em, người lớn và người cao niên. Theo CDC, cơ thể bệnh nhân sẽ mất khả năng kiểm soát nhiệt độ khi bị đột quỵ do nhiệt. Nhiệt độ cơ thể có thể tăng lên đến trên 41 độ C hoặc cao hơn trong 10 đến 15 phút. Trong tình huống này, mọi người xung quanh nên nhanh chóng hạ nhiệt cho bệnh nhân trong thời gian chờ cấp cứu. Các giải pháp có thể thực hiện bao gồm tắm nước lạnh, làm ướt da, đặt quần áo ướt lạnh lên da và ngâm quần áo với nước lạnh. Nhiều người tử vong do sốc nhiệt, nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ bị say nắng. Kính thưa quý vị, từ đầu tháng 7 tới nay, nhiều nơi ở Trung Quốc như Tứ Xuyên, Chiết Giang, Thiểm Tây nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C. Gần đây ghi nhận ít nhất 6 trường hợp tử vong do sốc nhiệt. Ngoài ra, Internet cũng liên tục đăng tải video nhân viên lấy mẫu xét nghiệm PCR bị trúng nắng do mặc đồ bảo hộ ngoài trời. Theo báo Sơn Tây đưa tin, thành phố Nam Sung ở tỉnh Tứ Xuyên ghi nhận 3 người chết vì sốc nhiệt. Khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm thành phố Nam Sung cho hay, bệnh nhân thứ nhất khoảng 70 tuổi, có mắc bệnh nền, buổi chiều ra ngoài đồng làm việc bị ngất xỉu do say nắng nóng, đến khoảng 9 giờ tối cùng ngày thì qua đời. Bệnh viện này lại tiếp nhận một bệnh nhân khác hơn 70 tuổi. Người này bắt đầu xuất hiện tình trạng hôn mê vào buổi sáng cùng ngày, trên đường đến bệnh viện cấp cứu có 3 lần tim ngừng đập, cuối cùng qua đời. Bác sĩ bệnh viện cho biết tới nay, viện chúng tôi đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp bị sốc nhiệt. Một bệnh viện khác tại Tứ Xuyên là bệnh viện trực thuộc trường y Xuyên Bắc cho biết. Gần đây cũng tiếp nhận 2 ca bệnh bị sốc nhiệt đều là người làm việc ngoài trời. Một trường hợp trong đó nhập viện ngày hôm qua phải chuyển từ phòng ICU. Người còn lại 59 tuổi tử vong trên đường đưa đến bệnh viện vào sáng hôm nay. Tỉnh Chiết Giang cũng tương tự. Theo báo Tiêu Sái, bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện trung tâm thành phố Lệ Thủy nói, một nam bệnh nhân 49 tuổi được đồng nghiệp đưa tới bệnh viện. Anh này đang làm việc tại công xưởng thì đột nhiên ngất xỉu khi vào viện nhiệt độ cơ thể là 40,7 độ C bị sốc. Bệnh nhân này bị suy đa tạng, đông máu rải rác trong lòng mạch, cuối cùng tử vong. Bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Thiệu Giật Phu trực thuộc trường Y Đại học Chiết Giang cho hay, hai ngày nay tiếp nhận hơn 10 ca say nắng, có một trường hợp sốc nhiệt nặng. Gần đây, khoa cấp cứu bệnh viện số 2 trực thuộc trường Y Đại học Chiết Giang mỗi ngày đều tiếp nhận bệnh nhân sốc nhiệt. Trang thông tin pháp chế Thiểm Tây đưa tin, thủ phủ Tây An có một ca tử vong là công nhân xây dựng. Bệnh viện thông báo, bệnh nhân này bị suy đa tạng, tim, não, phổi, thận, máu và bị sốc nhiệt. Con gái của người tử vong cho biết, cha cô sắp 56 tuổi là trụ cột kinh tế của gia đình, trước đó phải làm 9 tiếng trong môi trường nhiệt độ cao, độ ẩm cao. Nhân viên y tế bị say nắng. Trung Quốc vẫn đang thi hành chính sách Zero Covid lấy mẫu xét nghiệm PCR đại trà. Các nhân viên y tế phải mặc đồ bảo hộ trong thời tiết nắng nóng. Internet xuất hiện không ít thông tin họ bị say nắng và được người dân xung quanh giúp đỡ. Trong một video khác, ngày 14 tháng 7, các bác sĩ bệnh viện huyện Nam Sương đang cấp cứu cho một nữ bệnh nhân nằm trên giường, cơ thể co giật không ngừng. Người đăng bài nói rằng một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại hiện trường đột nhiên ngất xỉu, cấp cứu nửa tiếng đã qua cơn nguy hiểm. Nhiệt độ hôm đó là 38 độ C. Trên Twitter đăng tải một đoạn chat được cho là chia sẻ của nhân viên y tế bị trúng nắng. Người này nói rằng cảm giác được sống thật tốt. Tôi vào phòng cấp cứu hôn mê 15 phút sau thì bị tiếng khóc làm cho tỉnh lại. Bác sĩ nói với tôi, hai bệnh nhân cùng phòng vừa qua đời vì say nắng. Khi đó tim tôi đập thình thịch. Từ 5 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút phòng tôi có 4 người bệnh tới, cả 4 đều đã đi Tây Thiên. Tôi sợ toát mồ hôi, bây giờ tim vẫn còn đập mạnh. Tuy nhiên, hiện chưa có cách nào chứng thực tin tức này. Bác sĩ Trương Văn Hồng, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán Thượng Hải, nhắc nhở rằng mặc đồ bảo hộ trong thời tiết nắng nóng sẽ khiến thân nhiệt tăng, không thể thoát khí, làm tỷ lệ người say nắng nóng tăng cao. Theo ông, các nhân viên lấy mẫu thông thường chỉ cần đeo khẩu trang N95 và mặt nạ kính chống giọt bắn là đủ, không nên bắt buộc mặc đồ bộ bảo hộ. Theo tin tức từ giới tài chính, chính quyền Nam Sương, tỉnh Giang Tây thông báo hủy bỏ quy định mặc đồ bảo hộ đối với các nhân viên y tế để phụ trách lấy mẫu xét nghiệm ngoài trời để phòng ngừa tình trạng say nắng nóng, đổi thành mặc áo choàng y tế loại dùng một lần. Sốc nhiệt là tình trạng say nắng nặng, nhiệt độ cơ thể tăng lên đến hơn 40 độ C do ở trong môi trường nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khó tản nhiệt. Ngoài ra còn kèm theo các triệu chứng da bỏng rát, ý thức rối loạn như co giật, hôn mê và suy đa tạng, tỷ lệ tử vong cực cao. Lốc xoáy tấn công 6 tiểu bang của Hoa Kỳ, ít nhất 70 người chết.
Sau khi lốc xoáy tấn công một số bang của Mỹ, Tổng thống Biden hứa sẽ hỗ trợ kịp thời cho những vùng bị ảnh hưởng và kêu gọi người dân đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Bang Kentucky bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Tổng thống Biden đã thông qua quyết định của Kentucky về việc ban bố tình trạng khẩn cấp. Điều này sẽ đẩy nhanh việc viện trợ liên bang. Bang phía đông nam là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lốc xoáy. Biden nói rằng đây có thể là thảm họa lốc xoáy tồi tệ nhất trong lịch sử của nước Mỹ, đồng thời hứa rằng chính phủ liên bang sẽ cố gắng hết sức để cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Biden nhấn mạnh, vào lúc này chúng tôi không phải là đảng viên Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa, điều này có vẻ cường điệu, nhưng sự thật là tất cả chúng tôi đều là người Mỹ. Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear nói với phóng viên hôm thứ Bảy rằng số người chết chỉ riêng ở bang này là ít nhất 70 người và có thể hơn 100 người. Ông mô tả đây là trận lốc xoáy tồi tệ nhất trong lịch sử của Kentucky khi đến thăm khu vực xảy ra thảm họa. Nơi cơn lốc đi qua, gần như toàn bộ cơ sở vật chất trên mặt đất bị phá hủy trong phạm vi lên tới 200 dặm, khoảng 320 km, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tổng cộng có 36 cơn lốc xoáy quét qua 6 tiểu bang trên khắp đất nước vào đêm thứ 6, bao gồm Kentucky, Illinois, Tennessee, Arkansas, Missouri, theo Dịch vụ Thời tiết Quốc gia. Hai người chết ở Tennessee và một người ở Arkansas và Missouri. Các tòa nhà tại một trung tâm thực hiện của Amazon ở Ewarvin, Illinois đã bị hư hại với 1/3 cơ sở vật chất bị biến thành đống đổ nát. Video cho thấy những mảng lớn của tòa nhà bị thổi bay, một bức tường đổ sập về phía bên trong tòa nhà và đống đổ nát vương vãi khắp nơi. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, khoảng 100 người đã bị mắc kẹt và các công nhân làm ca đêm đang xử lý các đơn đặt hàng. Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa cho biết 45 người sống sót đã được giải cứu và 6 người được xác nhận đã chết. Nhưng những người mất tích còn lại có rất ít hy vọng sống sót. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại.